Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các yêu cơ. Trong video buổi tối ngày hôm nay, kênh Học của Tuấn Online sẽ gửi tới các bạn phần cập nhật nhanh biên bản về ván đánh vừa kết thúc cái đề trường ít phút chiến dụng chơi cờ nổi tiếng của Trung Quốc là Thiên Tiên Thực Kỳ đánh trong buổi tối ngày hôm nay ngày 30 tháng 1 năm 2021 trong khuôn khổ vòng thiếu thứ 2 giải cờ tướng Thâm Thành Trịnh Bôi năm 2021, tức người cầm đỏ đầu tiên là Đức kỳ thủ Vương Lâm Na sẽ đại chiến cùng kỳ thủ Triệu Phan Vĩ.
Và sau tình huống cờ tự 1 tiến 3 của bên đen của anh Triệu Phan Vĩ thì bên tiên trong thực chiến nước kỹ thủ Việt Nam Na đã bị hết giờ và bị xử thua trong hình cờ trên. Mặc dù các bạn thấy hình cờ hai bên vẫn là cân bằng, tuy nhiên đây là một cái trận cờ không có thời gian quá nhiều, mỗi bên là 20 phút tức 5 giây để cận giờ và bên đỏ đã không thể kịp đi nước cờ tiếp theo và bị xử thua. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.